Sáng nay, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2024, tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, tôn vinh biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến. Dự đại hội có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, Phó Tư lệnh quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu 2, về phía tỉnh Sơn La, dự đại hội có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành phố, các lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La được triển khai thực hiện trong điều kiện đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, toàn đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 12 và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Tình hình chính trị đất nước và trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế có nhiều bước tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện năm năm qua phong trào thi đua quyết thắng luôn hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào thi đua các cuộc vận động của các cấp các ngành phong trào thi đua khen thưởng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng quyết tâm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Giai đoạn 2019-2024, trên 130 lượt điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang tỉnh được các cấp tôn vinh khen thưởng có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy trong mỗi cán bộ chiến sĩ tinh thần tự lực tự cường, ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh hoạt động thi đua, công tác khen thưởng cũng được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2019 đến năm 2024 có 12 lượt đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen bốn đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, hai đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, 76 lượt đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 242 lượt đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, 350 lượt cán bộ chiến sĩ được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1.650 lượt cán bộ chiến sĩ được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.